Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq và Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai, 5 tháng 2, về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria, nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordani khiến ba binh sĩ không qua khỏi. Cuộc họp theo yêu cầu của Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó vào thứ Bảy ngày 3 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét khẩn cấp tình hình hiện tại. Quân đội Mỹ hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 2 đã tiến hành gần 90 cuộc không kích vào hàng loạt địa điểm tại Iraq và Syria. Mục tiêu tấn công là vị trí của các nhóm vũ trang được cho là do Iran hậu thuẫn, trong đó có trung tâm chỉ huy, kho chứa đạn, bệ phóng tên lửa, nơi tập kết máy bay không người lái. Mỹ vuốt mặt nể mũi Iran dù ồ ạt không kích Trung Đông. Gần một tuần sau khi ba lính Mỹ không qua khỏi trong cuộc tập kích UAV tại Jordani, Nhà Trắng mới tung đòn trả đũa nhằm vào các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Giới chuyên gia chính sách đối ngoại tin rằng cách làm của Mỹ trên thực tế cho phép Iran rút nhân sự khỏi các địa điểm có nguy cơ bị tập kích, từ đó làm giảm rủi ro leo thang xung đột hơn nữa giữa Mỹ và Iran. Điều này cho phép họ làm suy yếu năng lực tấn công của lực lượng Mỹ của các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, nhưng không làm leo thang căng thẳng. Mike Mulroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách Trung Đông của Mỹ, nói với BBC, dù vậy, nó có thể sẽ không ngăn được các cuộc tấn công trong tương lai. Lợi ích trên hết là tránh cuộc chiến trực tiếp giữa Mỹ và Iran, ông Munroy nói. Tránh đối đầu trực diện với Iran, Mỹ đã tấn công lực lượng COS thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC và các nhóm dân quân trực thuộc ở Iraq và Syria tại 7 địa điểm. Theo giới chức quốc phòng Mỹ, máy bay ném bom đã tấn công 85 mục tiêu. Với tất cả những ai có thể tìm cách làm hại chúng tôi, hãy biết rõ điều này. Nếu các người làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả, Tổng thống Joe Biden nói. Washington cáo buộc các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tập kích khiến ba quân nhân Mỹ không qua khỏi. Trong khi đó, Iran khẳng định không có liên hệ tới cuộc tấn công. Quân chức quốc phòng và an ninh Mỹ cho biết điều kiện thời tiết đã khiến nước này khó có thể ra đòn trả đũa sớm, nên ngày 2 tháng 2 là phù hợp nhất. Dù trong những ngày trước đợt không kích trả đũa, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã nhiều lần nói rằng họ không muốn báo trước động thái của mình nhưng các chuyên gia tin rằng trên thực tế họ đã làm vậy để tránh bùng nổ cuộc chiến với Iran. Hussein Bibish, nghiên cứu viên thuộc Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập, nói rằng việc Mỹ không lập tức tập kích trả đũa dường như là để gửi tín hiệu về điều họ sẽ không làm, đó là tấn công ở bên trong Iran. Trong khi đó, ông Murray nói với BBC rằng có thể Mỹ đã cho phép nhân viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran rời khỏi các cơ sở sắp bị tấn công. Cái bẫy đối với ông Biden, các chuyên gia chỉ ra rằng Mỹ phải cân nhắc giữa việc gian đe một quốc gia như Iran mà không gây ra cuộc xung đột lớn hơn. Bradley Bowman, giám đốc cấp cao của Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Washington DC cho biết, việc báo trước các cuộc tấn công có thể cho phép Mỹ thực hiện cách phản ứng không quá cứng rắn nhưng không quá mềm mỏng. Cách tiếp cận đó sẽ giáng đòn đau đớn và buộc đối thủ chúng ta ngừng tấn công nhưng không đau tới mức họ thấy cần phải leo thang trên diện rộng, từ đó tránh được cuộc chiến tranh khu vực, ông Bowman nói. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã nhanh chóng lên án cách tiếp cận của ông Biden là quá nhân nhượng. Sau vụ tập kích của Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson của Đảng Cộng hòa nói rằng việc ra tín hiệu rõ ràng quá mức đã làm suy yếu năng lực của chúng ta trong việc chấm dứt một loạt các cuộc tấn công kéo dài trong vài tháng qua. Trong khi đó, ông Ibis chỉ ra rằng chính quyền ông Biden có thể đang cố tránh rơi vào những cạm bẫy chính trị có thể xảy ra nếu ông để Mỹ bị kéo vào cuộc xung đột nghiêm trọng hơn. Nếu họ tấn công Iran, những gương mặt dẫn đầu đảng Cộng hòa như ông Donald Trump sẽ cáo buộc ông Biden là kẻ hiếu chiến, ông Ibis nói. Đó là cái bẫy chính trị, mọi người đều ý thức được việc này, nên họ sẽ không rơi vào cái bẫy đó. Chuyển sang các thông tin khác, Australia và ASEAN là hai chủ thể quan trọng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong cả lĩnh vực an ninh và các lĩnh vực phát triển chung. Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần thứ hai hứa hẹn sẽ tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Australia vừa công bố sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia-ASEAN lần thứ hai từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 năm nay tại thành phố Melbourne. Hội nghị vừa là dịp để Australia và ASEAN kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác và cũng là cơ hội để hai bên thảo luận về đường hướng phát triển trong tương lai. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng và Nội các Australia cho biết, Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần thứ hai giữa Australia và ASEAN là cơ hội để các nhà lãnh đạo hai bên thảo luận về các cách thức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mà hai bên đã xác lập từ năm 2021. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, ngoài các phiên học kín và phiên học toàn thể như thông lệ, các nhà lãnh đạo Australia và ASEAN sẽ thảo luận về những lĩnh vực trọng tâm được nêu trong chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, trong đó tập trung vào đầu tư và thương mại. Cụ thể, các nhà lãnh đạo Australia và ASEAN sẽ thảo luận về bốn nội dung trọng tâm gồm kinh doanh, các nhà lãnh đạo mới nổi, khí hậu năng lượng sạch và hợp tác hàng hải. Australia đánh giá cao quan hệ đối tác với ASEAN và coi đây là trọng tâm trong chính sách gắn kết với khu vực Đông Nam Á. Không chỉ ở trong cùng khu vực, Australia và ASEAN còn có sự kết nối về kinh tế, chia sẻ lợi ích của một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng và có sự kết nối sâu sắc giữa người dân. Vì vậy, Australia muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt với ASEAN nhằm khai thác tối đa cơ hội và tiềm năng của hai bên để không chỉ gia tăng sự gắn kết mà còn chung tay đưa khu vực ngày càng thịnh vượng và ổn định. Thưa quý vị, một chiếc máy bay nhỏ đã rơi xuống khu vực tập trung nhiều căn nhà di động tại thành phố Clearwater, bang Florida, đông nam nước Mỹ, vào lúc 19 giờ tối ngày 1 tháng 2 theo giờ địa phương. Theo giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi một sân bay gần đó nhận được cảnh báo về một chiếc máy bay gặp sự cố. Người đứng đầu lực lượng cứu quả khu vực xác nhận đã có những trường hợp tử vong, bao gồm cả người trên máy bay và người trong những ngôi nhà di động. Tuy nhiên, không nêu chi tiết số người thiệt mạng. Lính cứu quả đã dập tắt đám cháy tại khu nhà di động. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 ngôi nhà bị hư hại do quả quạng và căn nhà thứ tư bị máy bay đâm trực diện. May mắn là cư dân của những ngôi nhà khác gần đó không bị thương. Vụ tai nạn sẽ được chuyển sang Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ để tiếp tục điều tra. Ở một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, hai nghiệp đoàn nông dân lớn tại Pháp đã kêu gọi ngừng phong tỏa các tuyến đường sau khi chính phủ nêu thêm điều khoản hỗ trợ và viện trợ cho nông dân của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, các bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ Nông nghiệp nước này công bố hàng loạt biện pháp mới nhằm xoa dịu nỗi bất bình của nông dân nước này. Trong số các biện pháp mới có việc lập tức cấm nhập khẩu rau và hoa quả từ các nước ngoài Liên minh châu Âu EU nếu những mặt hàng này sử dụng thuốc trừ sâu Thiaclopride. Gói hỗ trợ 150 triệu euro để giúp các chủ trang trại nuôi gia súc, giảm thuế đối với các trang trại có sự chuyển giao thế hệ. Cùng với nông dân khắp châu Âu, trong tuần qua, nông dân Pháp thực hiện các cuộc biểu tình tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn của nước này nhằm phản đối thu nhập thấp, các quy định nghiêm ngặt và việc cạnh tranh không công bằng liên quan đến các sản phẩm nhập ngoại bày bán trên thị trường nội địa. Vừa qua thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo tỷ lệ ung thư toàn cầu sẽ tăng tới 77% vào giữa thế kỷ này bởi tuổi tác, béo phì, hút thuốc và uống rượu. Theo dự đoán được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO công bố, có khoảng 20 triệu ca ung thư được chuẩn đoán trên toàn thế giới vào năm 2022, tăng so với 18 triệu ca vào năm 2020. Con số này sẽ tăng 77% lên 35 triệu vào năm 2050 tốc độ gia tăng bệnh ung thư sẽ mạnh nhất ở các nước phát triển trong 25 năm tới. Tuy nhiên, ở các nước kém phát triển hơn, tỷ lệ ung thư cũng gia tăng ở mức đủ gây nặng, đủ gây gánh nặng lớn cho hệ thống y tế các nước này. Một trong những điều đáng lo ngại nhất là độ tuổi trung bình của bệnh ung thư đang giảm dần. Năm 1995, 61% số ca chuẩn đoán ung thư là ở những người từ 65 tuổi trở lên. Nhưng đến năm 2020, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 58%.